Vừa mới giới thiệu xong hai cái công cụ là công cụ Blue và Sharp. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp sang các công cụ tiếp theo trong nhóm chỉnh sửa này. Thì nhóm công cụ này gồm có 3 công cụ, đó là công cụ Dock Tool, công cụ Burn Tool và công cụ Spawn Tool. Đầu tiên là chúng ta nói tới công cụ Dock Tool. Công cụ Dock Tool là công cụ sẽ giúp cho chúng ta tăng độ sáng cho những cái vùng điểm ảnh mà chúng ta cần phải tăng độ sáng. Hôm trước hình như là chúng ta cũng đã đề cập tới ít nhiều tới cái công cụ này thông qua cái bài này. Đó. Khi mà chúng ta có một cái vùng ảnh nào đó mà nó bị tối và chúng ta muốn điều chỉnh thì công cụ này là một trong các phương án mà chúng ta có thể sử dụng. Với công cụ này thì chúng ta sẽ chọn công cụ, sau đó thì chúng ta tùy thuộc vào cái vùng mà chúng ta muốn xử lý nó to hay nhỏ mà chúng ta sẽ tăng hay giảm cái kích thước của công cụ cho nó phù hợp với khu vực mà chúng ta muốn điều chỉnh. Tiếp nữa là chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên cái giá trị exposure ở trên thanh option này, là công cụ này nó làm việc mạnh hay nhẹ. Và sau đó thì chúng ta xác định thêm một giá trị nữa là giá trị range này. Ở đây thì nó phức tạp hơn, các công cụ này thì phức tạp hơn so với công cụ Blue hay Sharp, là tại vì là nó xác nhận những cái khu vực làm việc với những tính chất sáng tối khác nhau. Chúng ta có 3 cái tùy chọn bao gồm là Midtone, Shutdown và Highlight. Thông thường thì mặc định chương trình nó sẽ để cho chúng ta ở chế độ Midtone này. Thế còn nếu như mà chúng ta muốn đặc biệt là can thiệp vào những cái vùng có tính chất là sáng hơn so với các vùng khác hoặc là tối hơn so với vùng khác thì chúng ta sẽ chuyển cái chế độ sang thành Shutdown hoặc là Highlight. Và cũng như là công cụ Sharp vừa rồi thì nó cũng được bổ sung thêm một cái tùy chọn là Protect Tone ở phía trên này, giúp cho chúng ta là giới hạn một cái sự biến đổi. Nếu như không có cái lệnh này thì có thể là cái sự can thiệp của chúng ta nó sẽ quá đà đến mức độ mà nó bị lóa và không nhận ra được cái điểm ảnh nữa. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem cái cách làm việc ở đây. Tôi chọn cái chế độ, tôi chọn công cụ, sau đó ví dụ cái khuôn mặt này là khu vực hơi tối chẳng hạn, tôi sẽ chọn Shutdown và tôi sẽ di vào đây. Bằng cách là di cái công cụ này vào đây thì chúng ta sẽ làm cho cái điểm ảnh ở những cái vùng mà bị tối nó sẽ được kích sáng lên một chút. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào cái tính chất, cái nội hàm của cái ảnh mà chúng ta sẽ chọn xem là làm sáng đến mức độ như thế nào. Ví dụ như bức ảnh này là một cái bức ảnh mà chúng ta chụp ngược sáng thì rõ ràng cái mặt của nó không bao giờ nó sáng được, giống như là chúng ta chụp xuôi. Cho nên kích lên thì cũng kích lên để cho dễ nhìn hơn thôi, chứ không phải kích lên đến mức độ mà sáng giống như là chụp xuôi sáng được. Cái điều này thì chắc các bạn cũng biết rồi. Thế nhưng ngược lại, nếu mà bây giờ tôi ở đây, chúng ta sẽ xem thử xem nhé. Nó phân chia ra làm một số khu vực. Đấy, ví dụ như bình thường chúng ta sẽ để Midtone. Midtone thì nó sẽ làm sáng cho những cái khu vực mà tương đối là trung bình. Đấy. Thì khi chúng ta di đến đâu thì nó sẽ làm sáng lên đó. Nhưng nếu như bây giờ tôi chuyển sang chế độ Shutdown hoặc Highlight thì nó có điều gì khác? Shutdown và Highlight thì nó có làm sáng những cái vùng khác hay không? Vẫn. Nhưng mà đặc biệt nếu như mà ví dụ tôi chọn Shutdown thì khi tôi di vào những cái vùng mà có tính chất Shutdown, những vùng tối, thì những cái vùng này sẽ được làm sáng lên mạnh hơn, nhanh hơn so với những cái vùng mà sáng hoặc là trung bình. Nó có thể nói nôm na gọi là nó sẽ làm sáng nhanh gấp đôi so với những vùng trung bình, vùng sáng khác. Còn nếu như tôi chuyển sang cái chế độ là Highlight chẳng hạn thì những cái vùng sáng, đặc biệt là khi tôi di vào những cái vùng sáng thì những vùng đấy nó cũng sẽ sáng mạnh hơn, nhanh hơn so với lại những cái vùng tối hoặc là trung bình khác. Đấy, khi các bạn để ý đây này, tôi di vào cái vùng tối thì nó sẽ bình thường thôi, nó cũng sáng lên nhưng mà không sáng nhanh quá, nhưng mà đặc biệt vào các vùng sáng thì nó sáng nhanh lên vô cùng, nó sáng mạnh hơn rất là nhiều. Đấy. Thế còn nếu trường hợp mà tôi không có cái protect tone này thì sao? Tôi không có cái protect tone này thì có thể là tôi sẽ làm cho mọi vùng nó trở nên trắng đến mức độ mà còn không nhìn ra cái gì nữa. Đây các bạn nhìn này này, nó có thể lóa, nó có thể chói đến mức độ như thế này, tăng sáng đến mức độ mà trở thành gắt dao
lóe sáng và không còn nhận ra được cái điểm ảnh gốc nữa. Do đó thì khi chỉnh các bạn lưu ý cho tôi là đừng có tắt cái chế độ protector này đi để theo khuyến cáo của chương trình luôn. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm để chúng ta tăng sáng cho những cái vùng hình ảnh mà chúng ta thấy là nó đang bị tối, nó chưa được như ý mình. Thế thì công cụ dock tool hay là công cụ tăng sáng thì cách dùng nó là như vậy. Thế còn công cụ burn tool thì sao? Công cụ burn tool thì cũng giống như cái cặp blue và sharp vừa rồi, tức là nó lại thực hiện một cái thao tác ngược lại so với dock tool. Đó là burn tool là nó tăng cái độ sẫm, tăng cái độ cháy của điểm ảnh lên để làm cho những cái vùng đó nó trở nên là tối. Đấy. Và thằng này thì nó cũng có đầy đủ tất cả mọi cái option giống như là công cụ dock tool vừa rồi. Cũng có ba tùy chọn là mid tone, shadow và highlight, cũng có các trường exposure để mà gia giảm cái độ mạnh nhẹ của công cụ, cũng có protector. Và việc của nó chỉ đơn giản là làm sẫm, làm tối những cái khu vực điểm ảnh mà nó di qua. Đấy. Thế thì exposure càng lớn thì nó làm càng mạnh, và chúng ta di càng lâu thì nó càng sẫm càng tối. Đây, ví dụ các bạn quan sát tôi làm việc thử trên cái này. Này, khi di này, di đến đâu thì làm cho mọi thứ trở nên tối, trở nên sẫm đến đó. Và cũng còn phụ thuộc vào cái chế độ mà chúng ta chọn là shutdown hay là gì đấy, highlight hay là midtone. Những cái vùng mà tối mà chúng ta di vào thì nó sẽ làm cho vùng đó tối đi rất nhanh. Và nếu chúng ta chọn highlight thì những cái vùng sáng mà chúng ta di vào nó cũng sẽ trở nên tối đi rất nhanh. Còn chế độ mà midtone thì nó di đến đâu thì nó sẽ làm tương đối đều. Đấy, nó hạ cái ánh sáng xuống tương đối đều. Thế còn chế độ mà protect này mà chúng ta bỏ đi thì nó cũng có thể làm mọi chuyện trở nên không còn nhìn thấy nữa bằng cách là làm tối quá, tối đến mức là tối đen. Đây các bạn nhìn đây này, nếu mà không có protector nó sẵn sàng làm tối đến mức độ như thế này, không còn nhìn nhận ra cái ảnh gốc nữa. Do đó thì cũng giống như là cái công cụ dock tool, các bạn cũng cần phải giữ cho tôi cái tùy chọn protector này. Và cái điều thứ hai nữa là gì thì gì, nhưng mà cũng từ từ mà xem, đừng có mắm môi mắm lợi mà làm một hơi đến lúc mà không thể nào cứu vãn được nữa. Tiếp nữa chúng ta sẽ giới thiệu tới một công cụ, cái này thì nó sẽ phức tạp hơn. Công cụ này là công cụ Spong. Spong tool thì nó không phải là làm tối hay làm sáng, mà nó là một cái quá trình nó có vẻ phức tạp hơn so với lại hai cái công cụ vừa rồi, vì là nó can thiệp tới màu sắc. Ví dụ như Lâm với Việt chẳng hạn, hai đồng chí học vẽ rồi thì có nắm được cái nhận thức về màu sắc là nó sẽ có bao nhiêu yếu tố can thiệp vào để nhận thức được một cái màu sắc không? Không, để nhận thức được màu thì chúng ta cần có những yếu tố gì? Có bao nhiêu yếu tố để có thể nhận thức ra được màu sắc của một đối tượng? Câu hỏi có vẻ hơi khó nhưng mà đây thế này, một đối tượng để mà chúng ta nhận biết được nó về hình dáng cũng như màu sắc thì chúng ta phải có ba yếu tố, thiếu một trong ba yếu tố đấy đều không được. Một là chính cái vật đấy, tại vì không có vật thì chúng ta không có cái gì để nhìn, đúng không? Yếu tố thứ hai là mắt, không có mắt thì cũng sẽ không có cái đối tượng, không có phương tiện để nhìn, không có phương tiện để nhận thức. Nhưng còn một yếu tố thứ ba nữa, đấy là nguồn sáng. Thiếu một trong ba cái đấy thì sẽ không dẫn tới nhận thức về hình ảnh và màu sắc. Nhưng trong đó thì nó có những yếu tố mang tính tạm gọi là bất biến và có những yếu tố biến. Thì vật thì chúng ta tạm coi nó là bất biến đi. Mắt có biến không? Có, tại vì mắt chúng ta có thể là mở to hay mở nhỏ, khép hờ hay là nhìn bình thường, thì đấy cũng là cái yếu tố là biến. Nhưng về cơ bản cái biến này thì tương đối nhỏ. Nhưng cái biến lớn nhất đó là nguồn sáng. Nguồn sáng thay đổi thì chúng ta sẽ nhận thức về cái vật nó khác đi. Ví dụ chúng ta quan sát một cái gì đó ở trong môi trường ánh sáng ban ngày, nó khác với lại
môi trường ánh sáng chiều tối chạng vạng, hay là khác với lại ánh sáng ở trong nhà, khác với ánh sáng dưới ánh đèn. Mà đèn rồi thì chúng ta sẽ thấy là đèn sợi đốt cung cấp ánh sáng vàng, nó khác với cái đèn mà ánh sáng trắng, đúng không? Hoặc là kết hợp cả hai ánh sáng thì loại khác, hoặc ánh sáng màu nó lại khác nữa. Thế do đó thì cái yếu tố mà mang tính thiếu ổn định nhất chính là cái yếu tố nguồn sáng. Nguồn sáng mạnh, nguồn sáng gay gắt, hay là nguồn sáng yếu, hay là nguồn sáng có màu này hay nguồn sáng có màu khác, rõ ràng là nó sẽ cho chúng ta nhận thức về đối tượng và màu sắc của đối tượng đó khác hẳn. Đấy. Và do đó thì cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta mô phỏng về cái vấn đề là sự thay đổi màu sắc của đối tượng theo cái cường độ và sự can thiệp của ánh sáng. Bây giờ chúng ta cứ công cụ này nó hoạt động trên nguyên tắc như thế nào? Nó làm cho màu sắc trở nên là bão hòa hoặc là không bão hòa. Đấy. Bão hòa là như nào? Bão hòa là bạn cứ hình dung ra là tức là nó sẽ làm cho một màu sắc rực lên đến hết độ có thể của màu sắc đó. Mà trong trường hợp này thì chúng ta xét ở trong thực tế thì chúng ta cứ thấy là ánh sáng mạnh nó sẽ làm cho màu sắc trở nên rõ ràng hơn. Nhất là chúng ta quan sát ánh sáng bình thường với lại nắng chẳng hạn. Nắng càng to thì chúng ta sẽ càng thấy là màu sắc mọi thứ nó được thể hiện dưới ánh nắng, nó rực lên đến hết độ. Nhưng mà nếu mà ánh sáng yếu, ánh sáng nhẹ vào ban sáng, hoặc là tù mù vào chiều tối, hoặc là sự thay đổi của nguồn sáng cường độ nó nặng nhẹ khác nhau thì chúng ta cũng sẽ nhận thức khác nhau. Bây giờ cứ lấy ví dụ như thế này nhé. Các bạn mà quan sát cùng một vật vào những thời điểm khác nhau thì các bạn sẽ có nhận thức khác nhau thôi. Sáng sớm tinh mơ mờ đất, mặt trời chưa lên, ánh sáng nó vẫn lờ mờ. Các bạn quan sát một cái bụi cây, bụi hoa trước cửa nhà các bạn, khi mà các bạn dậy sớm, các bạn đi chạy thể dục chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là màu sắc nó không rõ ràng lắm, nói chung là tương đối là nhợt nhạt. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà buổi trưa các bạn đi về nhà mà nắng vỡ đỉnh đầu thì các bạn sẽ thấy cái bụi cây bụi hoa đó sắc màu nó rực rỡ vô cùng, tại vì là lúc đấy ánh sáng rất mạnh, nó làm cho cái nhận thức về màu sắc nó trở nên là rõ ràng nhất. Cái đấy chúng ta gọi là lúc đấy là bão hòa. Còn nếu mà buổi tối các bạn mà về mà cửa giả lại không có đèn, các bạn hoặc là ánh sáng cực kỳ yếu, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy là các bạn thấy được một cái đống đen đen lù lù ấy thôi, chứ còn các bạn sẽ không thấy màu sắc gì nữa. Trường hợp đấy thì nó gọi là không bão hòa, hay là không nhận thức được màu nữa. Thế thì thực ra thì ở một góc độ nào đó, cái bông hoa đó hoặc là cái màu sắc của cái cây đó nó có thay đổi không? Về một nguyên tắc là không thay đổi, đúng không? Hoa xanh, lá xanh, hoa vàng hay hoa đỏ thì nó vẫn thế. Nhưng mà do cái ánh sáng nó thay đổi cho nên chúng ta nhận thức nó khác nhau. Buổi sáng thì chúng ta thấy màu sắc nó nhợt nhạt, vẫn có thể nhìn ra màu xanh đấy, vẫn có thể nhìn ra là hoa đỏ hay hoa vàng đấy, nhưng mà nó rất là nhợt nhạt, rất là yếu. Thế còn buổi trưa thì chúng ta thấy nó rực hết cả lên, xanh cũng xanh mướt hết cả lên, mà đỏ thì cũng đỏ gắt cay, đúng không? Thế còn buổi tối thì không nhìn thấy màu nữa, hoặc là nhìn thấy gọi là gần như là không thấy màu luôn. Thì đấy là do tác động của ánh sáng, nó không phải là cái hoa đó nó biến màu đi. Thế thì cái công cụ này nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề như thế. Và nó có hai tùy chọn là saturat và desaturat. Với cái tùy chọn desaturat thì có nghĩa là tôi càng gì thì nó làm màu càng yếu đi, càng nhợt nhạt đi, cho tới lúc mà không còn màu nữa, chỉ còn lại sáng tối đậm nhạt thôi. Thế còn trường hợp để saturat thì nó lại nghịch đảo lại, có nghĩa là nó giống như là ánh sáng càng ngày càng mạnh lên, càng đắt lên, và do đó chúng ta sẽ nhận thức về màu nó càng rõ ràng, nó càng rực rỡ lên. Đây, dùng một cái ảnh nào đó trông cho nó màu mè tí nhá. Đây, ví dụ chúng ta lấy một cái ảnh này trông nó màu mè tí. Bây giờ tôi thử hai nửa, một nửa tôi sẽ sử dụng là saturat. Đó. Ví dụ saturat. Khi mà tôi di vào đây. Các bạn sẽ thấy là càng di thì màu nó càng mạnh lên, càng rực lên.
nó giống như là ánh nắng nó quét tới đâu thì cảnh vật nó rõ ràng lên đến đó. Đó, nó rực lên đến đó. Thế còn ngược lại, nếu bên này mà tôi lại sử dụng chế độ desaturas thì tôi vẽ đến đâu, tôi di chuột đến đâu thì nó làm màu ỉu dần đến đó. Và nếu như tôi di thật kỹ vào cái khu vực nào đó thì đến một lúc nào đó các bạn sẽ thấy rằng là màu sắc cũng sẽ không nhận ra nữa, nó sẽ bị xám dần và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn thấy màu trở lại. Đấy. Thì đây là hai cái chiều hướng ngược nhau, nghịch nhau. Một cái là làm cho màu rực lên, một cái là làm màu yếu dần cho tới khi không còn nhận thức được về màu nữa. Thế thì để mà điều chỉnh về màu sắc ở trong một cái khu vực hoặc là một bức ảnh thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này để mà chúng ta di vào, chúng ta nảy cái màu lên ở khu vực nào đó hoặc là dìm bớt cái màu ở khu vực nào đó đi. Đấy, thì cái cách này là một trong những cái phương pháp để mà chúng ta xử lý màu. Tất nhiên nó cũng sẽ có tính chất cục bộ vì là công cụ thì nó sẽ phụ thuộc vào cái diện tích của cái công cụ mà chúng ta chọn, đúng không? Và di vào đâu là do chúng ta chọn. Thế thì nó mang tính cục bộ. Thế còn muốn mà chỉnh và nó lớn hơn hoặc là đều hơn thì chúng ta sẽ sử dụng các cái lệnh nó nằm ở trong menu image. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ chỉnh mang tính tổng quan hơn. Thế tuy nhiên là nếu như ở trong một vài cái phạm vi nhỏ nhỏ đó thì công cụ nó sẽ là một cái lựa chọn không tồi để mà các bạn có thể là điều chỉnh nhanh cái độ rực hoặc là cái độ dịu của màu ở cái khu vực ảnh đó.